Hai mẹ con bất ngờ lao thẳng xe máy vào tòa nhà Landmark. Cụ thể, một người mẹ đeo theo con nhỏ bằng xe máy đã phi thẳng vào trung tâm thương mại Landmark 81 và bị ngã ngay trước thang cuốn. Tiếng đổ xe mạnh làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là tại sao người phụ nữ này có thể đi xe máy vào đây, và nhiều người đã đặt một dấu hỏi lớn cho nhân viên bảo vệ. May mắn sau sự việc, hai mẹ con không bị thương nặng và vẫn an toàn, được nhiều người xung quanh giúp đỡ. Sau khi đoạn clip được công bố, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như sau: thế này, nhân viên bảo vệ lại mất việc rồi. Nguy hiểm quá, ga thêm tí nữa thôi là lộn xuống thang cuốn cả hai mẹ con. Không hiểu sao lại đi xe máy vào đây được nhỉ, lạ đời thật sự.